Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cờ lam để nhận được 500 triệu cái đồng coin Tweety này nhé. Thì hiện tại là cái đồng này là nó còn có 27 ngày nữa trong cái chương trình cờ lam airdrop và bán trước nhé. Đó, anh em nào thích mua trước thì mua, thì đây nó là cái kèo xổ số thôi. Những cái con nào nó chưa list sàn thì đều là xổ số nhé. Anh em thích thì tham gia mà không thích thì thôi. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ nhé. Đó, và bây giờ thì mình sẽ copy cái đường link, mình quay trở lại ví chớt này. Quay trở lại ví chớt ấy thì anh em sẽ nhấp vào mục đáp nhé. Cái đường link mình có để phần mô tả video này. Anh em nhấp vào mục đáp, sau đó thì nhấp mục hoàn tất này. Chúng ta đổi cái mạng Smart Chain nhé, ETH sang Smart Chain này. Đó, anh em nào thích CLAM thì CLAM, thích buy thì buy nhé. Nếu mà buy thì chúng ta sẽ nhấp vào đây và chúng ta điều chỉnh số lượng này. Ví dụ mua 0.01 BLB này. Đó thì sẽ được 2 tỷ cái đồng này nhé. Xong ấn vào buy now là xong nhé. Thế còn không muốn mua thì chúng ta chỉ CLAM không thôi, thì chúng ta chỉ nhấp vào mục CLAM này nhé. Đó, và nhấp kết nối này để cho nó kết nối với ví. Phí ga của con này là hết 1.28 đô nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận. Sau khi mà CLAM xong thì chúng ta sẽ nhấp vào dấu ba gạch này. Nhấp vào dấu ba gạch ở trên đây nhé, để chúng ta lấy cái contract của nó này. Đây, chúng ta sẽ vào đây lấy này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào đây nhé, để cho nó hiển thị cái số thập phân lên đấy. Nó tổng cung của con này thì có 4 triệu tỷ nhé. 4 triệu tỷ, hiện tại thì đã có 3.324 ví hold này. Số lượng người tham gia khá là đông mà kèo thì cũng mới ra nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục contract này. Copy nhá. Số thập phân là 18. Thế còn đây là cái tên của nó này. Đây, ở đây là ký hiệu nhé, còn đây là tên nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại ví này. Và các bạn sẽ vào cái mục dấu đảo chiều góc trên này. Chúng ta sẽ dán vào ô tìm kiếm này nhé. Tiếp theo thì nhấp vào mục tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Mạng lưới thì sẽ đổi Ethereum sang mạng Smart Chain này, địa chỉ hợp đồng này, tên này. Đó, ký hiệu này. Số thập phân là 18 nhé. Tiếp theo chúng ta nhấp vào mục làm xong này. Đó thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em nhận được là 500 triệu cái đồng coin này nhé. Đó thì nó là cái đồng coin xổ số thôi, nhưng mà giết nhầm còn hơn bỏ sót, biết đâu nhận nó trúng kèo thì lại được x5 x10, mà nếu mà nó không trúng thì thôi, coi như là cũng bình thường thôi, không sao cả. Bởi vì trong cái thị trường này trúng hay không trúng thì nó cũng thường xuyên mà. Nếu anh em nào thích gọi là nhiều thì ăn nhiều, thì chúng ta có thể là tham gia tất cả các cái kèo cờ lam. Đó, còn không thích thì thôi, chúng ta thích chắc chắn thì chơi coin trên sàn nhé. Đó thì cái video mình giới thiệu và chia sẻ cho anh em CLAM cái đồng coin này tới đây là kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.